Tông Sản Đặc Biệt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Gửi đến chị một miếng đất ha. Vị trí này cực kỳ đẹp anh chị. Mặt tiền đường nhựa này kia bằng đường Nguyễn Kinh, Nguyễn Văn Tiếp nha. Với ngang là 9m, chiều sâu là 65m anh chị. Lên tổng diện tích là 584m² nha. Đất mình hiện tại đất cây lâu năm, chưa có thổ cư nha. Cái hướng đất mình đây là hướng bắc, anh chị nào mà họ phong thủy cô tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Ở đây mình cách khu du lịch sinh thái anh chị là cội nguồn anh chị là 500m thôi, rất là gần anh chị ha. Còn ở đây mình về đây cách nhà ở á, cách chợ Thiên Hộ, ủy ban, trường học, trạm y tế chỉ có là 1km thôi chị ha. Còn ở đây mình đi về thành phố Hồ Chí Minh đó chị, nếu tính từ bến xe miền Tây anh chị ha, là 101km là tới anh chị ha. Đây là cái vị trí nè chị. Hiện tại thì đang quay buổi trưa, trời hơi nắng, camera hơi chói, anh chị và cô chú mình cũng thông cảm nha. Rồi đây quay một vòng cho anh chị xem. Đó, anh chị, nhà cửa rất là đông đúc anh chị ha. Ở đây thì có đèn đường nè, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị ha. Đường nhựa ở đây em xin nhắc lại là đường nhựa Kinh Nguyễn Văn Tiếp anh chị ha. Nhựa được rất là rộng rãi chị, khoảng là 5m đó chị ha. Đây mình giáp với sông, sông Nguyễn Văn Tiếp, rất là rộng rãi, rất là thoáng chị ha. Để quay qua cho anh chị xem nè. Ở đây thì cho xà lan nè, tàu ghe mình lưu thông rất là dễ dàng nha. Nếu mình ở đây mình về các cái nhà ở chị thì mình bơm cát vô rất là gần đó, xà lan tới đây mình kéo ống bơm luôn chị ha, rất là rẻ chị ha. Không anh chị có bo chị đó, mình đi đường thủy đó, mình về đây tới vị trí căn nhà của mình luôn đó, rất là tiện nha. Không anh chị về đây mình chiều câu trá, câu cá giải trí đó chị ha, cũng rất là bình yên anh chị ha. Rồi để em chỉ ranh giới cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Đất đây nè anh chị, tính từ cái tụ bê tông cao 2m bên tay trái màn hình anh chị ha, đây thẳng của phía sau là 65m nha. Còn cái mặt tiền đường nhựa mình chỉ có là 9m thôi chị. Đất mình thì phía sau có một cái ao thôi anh chị ha, ở trước thì không có ao hồ gì hết nên không có chiếm diện tích đất mình nhiều anh chị ha. Đây qua bên cái trụ bê tông cao khoảng là 2,5m nè chị ha. Đây bên tay phải màn hình anh chị, đây anh chị nè. Đây để quay lại cái mặt tiền 9m một lần nữa cho anh chị và cô chú mình xem nha. Đây diện tích này thì anh chị cất cái nhà ngói thái, nhà biệt thự mini cũng rất là phù hợp nha. Thứ nhất là cũng rộng nè, thứ hai chiều sâu nó có anh chị ha. Phía sau mình trồng thêm một số cây ăn trái mình ưa thích như sầu riêng, mít hay là bưởi anh chị ha. Rồi xin mời anh chị ha, giờ em sẽ đi vô bên trong đất để cho anh chị và cô chú mình tham quan ha. Từ cái đất mình á đi ra đường tỉnh lộ 865 anh chị chỉ có là 400m anh chị ha, rất là gần ngay cái cầu Thiên Hộ luôn anh chị ha. Đây đất mình hơi thấp hơn đường nhựa nha anh chị. Đây hai bên anh chị không, nhà cửa rất là đông đúc anh chị, không có vắng anh chị ha. Đây đất mình đường nhựa mà quen sông nữa, rất là mát mẻ. Đây hàng xóm của mình đây đó, dân ở đây ở rất là bình yên, rất là an ninh nha anh chị ha. Ở dưới đây thì là cái trụ ngay này trên chỗ này nè. Đây thấy không, mấy cái cục gạch xây nè chị thấy không, chỗ tay chỉ nè, đó, thẳng ra phía sau chị ha. Còn bên tay trái mình á, thì có trụ bê tông rồi, cũng chưa có kéo hàng rào luôn chị ha. Mình về mình thứ nhất là mình cắt nhà chị, mình kéo hàng rào nè, mình cuốn là ở phía trước mình cắt nhà, còn phía sau á, mình không cần bơm cát chị ha. Đó tại đất mình đây rất là tốt đó, đây thì mình trồng một số cây trái phía sau cho đất bằng thẳng á chị, phía sau chỉ dướng một số cái ao nhỏ thôi chứ không có lớn á chị ha. Đất mình nào mình nhựa thì chỉ có lộ giới là 6m á chị ha, nó rất là cụ thể chi tiết cho anh chị và cô chú mình nắm ha. Quý khách hàng gọi số điện thoại chính chủ em để trên YouTube luôn nha, đó để mình tiện liên lạc để mình mua cái miếng đất này nè anh chị. Trời đang quay buổi trưa, trời rất là nắng chị ha. Đây đất giờ bằng thẳng, đây là chủ đang gieo mướp anh chị ha, đó, đang gieo thôi, mới lên có xíu anh chị.
đây có một cây dưa hiện tại đang có trái luôn. Dừa này thì cao khoảng là cắt khoảng 10 mét anh chị, trồng khoảng là trên 10 năm anh chị ha, đang có trái luôn nè. Rồi để em chỉ ranh giới cuối cùng luôn để cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Đây cái ao nãy em nói nè chị ha, có một cái ao. Đó, cái ao thì cũng cạn thôi, không có sâu nha anh chị. Quay xuống cho anh chị mình thấy rõ luôn. Đây thì có một cái mồ anh chị. Cái mồ này là đất của người ta, không phải của mình anh chị ha. Đó, nó rất là cụ thể chi tiết cho anh chị và cô chú mình nắm ha. Đó, cái nhà kế bên phải của mình anh chị. Có hai cái mồ. Ganh mình là ngay chỗ cái mấy cục gạch đang xây nè, chị không? Đó. Ganh mình tới đây chị ha. Nếu anh chị ngại thì anh chị có thể mình xây bức tường đoạn ở phía sau bên tay phải cuối cùng anh chị ha. Còn đây một cái ao nữa chị, cái ao này hơi nhỏ nữa chứ không có lớn chị ha, hai cái ao lận. Hiện tại chủ nuôi mấy con vịt. Đây có cây bưởi nè, bưởi này không có chăm sóc nên là không có tốt anh chị ha. Rồi để chỉ ranh giới cuối cùng luôn để cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Rất là mập mập chị không. Đây quay rất là kỹ để cho anh chị thấy rõ thông tin cái miếng đất của mình cần mua nha anh chị. Bên tay phải màn hình vậy có tụ bê tông là cao khoảng là 1,5 mét chị ha. Đó, bên tay phải đây là ranh giới cuối cùng. Phía sau ganh đây thì mình dưới một cái bương nhỏ nữa. Đây bương chỉ có đây khoảng 1 mét thôi chị, cái bương nữa dài qua bản là 9 mét rồi chị, đầu đuôi bằng nhau chị ha. Hiện tại thì đất này đó thì chủ gửi bên em thì đã có sổ riêng luôn rồi. Đó, số điện thoại chủ em để trên YouTube luôn, anh chị có thể mình gọi trực tiếp chủ nha, để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình ra công chứng luôn, mình khỏi đặt cọc nha anh chị, đỡ mất thời gian anh chị ha. Nhiều lúc anh chị ở xa nè hay là không có thời gian để mình đi xem đất á, thì mình coi đây là 95% rồi. Đó, mình cứ hẹn chủ mình về công chứng luôn anh chị. Mà giáp xong nó rất là mát mẻ chị ha, mình xây nhà đây rất là mát nha. Rồi để em tạm dừng video ha. Anh chị hoặc cô chú nào quan tâm cái miếng đất nền nằm ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ số thoại hình. Bên em có nhân viên dẫn câu trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha, là 900 triệu nha. Giá này là chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn nha anh chị. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký dân hình để tương tác của em, để mấy em có động lực quay những video mới tìm đất, qua nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị hoặc cô chú nha. Chân thành cảm ơn quý tư rất nhiều. Em cũng xin chúc anh chị hoặc cô chú được dồi dào sức khỏe, bình an, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.